Kính chào toàn thể các bác. Thì hôm nay shop Ngọc Anh Hồ sẽ giới thiệu cho các bác về một cái dòng loa đang làm mưa làm gió, và cũng là một cái dòng loa để chuẩn bị cho các bác trong cái vụ bẫy gà rừng năm nay. Thì các bác có thể nhìn thấy và nhận biết ra ngay đó là dòng loa nào. Đó là dòng loa UF898. Với các bác chưa tìm hiểu về dòng loa này thì trong video clip này các bác sẽ biết được đầy đủ thông tin chi tiết cách sử dụng của cái dòng loa 898 này. Kèm theo đó thì em sẽ báo giá cho các bác tại thời điểm hiện tại. Và các bác mà đã sử dụng quen và nhìn thấy dòng loa này là các bác biết là dòng loa nào và cách sử dụng ra sao rồi. Thì trong video clip này em sẽ thông báo giá cho các bác tại thời điểm hiện tại này mà các bác đang muốn mua một cái dòng loa để các bác đi bẫy gà, hoặc là đang thay thế cái dòng loa cũ kỹ của các bác. Thì cũng trong một cái video clip này thì em sẽ giải đáp đây là một cái dòng loa các bác có thể sử dụng pin dự phòng hoặc là không. Vì trên thị trường là có những dòng loa cũng mặc dù 898 thế nhưng mà lại không sử dụng được pin dự phòng, hoặc là khi ta hỏng pin bên trong không thể thay thế được. Thì đấy cũng là một cái vấn đề mà nhiều khi các bác không biết đâu. Thì đây xin giới thiệu các bác là dòng loa UF898 nhé các bác nhé. Đây, dòng loa UF898, phụ kiện đi kèm của nó sẽ có một chiếc túi đeo này. Đây, một chiếc loa này. Loa đời mới nhất 2020 nha các bác nhé. Một chiếc mic nói nhé. Một chiếc điều khiển này, một chiếc dây đeo này. Kèm theo đó là một chiếc sạc pin. Sạc loa đấy các bác. Còn đây là cái chiếc loa 898 này. Với cái dòng loa này thì các bác sử dụng rất là dễ, cách sử dụng rất là dễ dàng. Các bác chỉ việc bật nguồn lên. Đấy, và trước khi các bác bật nguồn, nếu mà các bác sử dụng thẻ thì các bác hãy nhét thẻ vào đây. Đấy. Sau đó thì các bác bật nguồn lên. Bật nguồn lên. Dòng loa này thì khi bật nguồn lên nó sẽ ở chế độ pause shift, có nghĩa là chế độ tạm dừng. Các bác bật nguồn lên thì các bác có thể ấn vào nút play pause shift là chạy luôn. Đấy. Đấy là cách sử dụng thẻ SD. Đấy là cách các bác sử dụng thẻ SD nhé. Thế còn nếu mà các bác muốn sử dụng Bluetooth thì như thế nào? Các bác hãy rút thẻ ra. Sau đó các bác lại bật nguồn lên. Đấy. Và sau khi nhấp nháy chữ Bluetooth này, các bác chỉ cần bỏ điện thoại ra và kết nối trực tiếp thôi là các bác có thể sử dụng được cái dòng loa này rồi. Nếu bác muốn nghe đài FM, các bác ấn tiếp cái từ mode này này sang chế độ đài FM. Đấy. Là nó sẽ sang chế độ đài FM. Các bác ấn chuyển hệ qua cái từ mode này nhé. Đấy, đấy là những chức năng tuyệt vời, cải tiến nhất của cái dòng loa 898 này. Và với cái hình thức rất là đẹp và bắt mắt như thế này, ngụy trang cực kỳ tốt với cái màu lính như thế này, thì các bác sẽ sử dụng được cái dòng này rất là bền. Đấy, độ pin lên tới 6 đến 8 tiếng dùng liên tục nhé các bác nhé. Thế hệ pin kép bên trong, 2 pin. Đấy, nguồn điện của nó là 7,4V, nguồn điện rất là ổn định. Và pin bên trong loa sẽ là 2200mAh. Đấy. Và với cái dòng loa mà có cái mặt bên trên này này, các bác nhìn nhé, mặt bên trên này nó sẽ là mặt trắng. Với cái dòng loa 898 mặt trắng như thế này thì các bác có thể cắm được pin dự phòng bên ngoài để các bác sử dụng. Ví dụ như một cái dòng loa này các bác sử dụng được tối đa mà các bác mở to hết cỡ được khoảng 6 tiếng chẳng hạn. Thì các bác muốn nhân đôi cái thời lượng pin khi các bác đi bẫy thì các bác có thể mua thêm một cục pin dự phòng. Các bác cắm vào đây, pin dự phòng của nó cũng là 2400, các bác có thể sử dụng được 8 tiếng nữa. Thì vị trí là các bác có thể sử dụng được 14 tiếng dùng liên tục với cái dòng loa này kèm theo một quả pin dự phòng. Thì rất là bền nhé các bác nhé. Và cái dòng loa này thì sau khi mà các bác sử dụng vài ba năm, cái pin của nó có bị chai mòn đi, nó không được bền nữa. Thì các bác chỉ cần xoáy ốc bên trong này ra và thay thế cái một quả pin mới, thế hệ pin kép bên em cũng sẽ bán nhé các bác nhé. Đấy, rất là dễ dàng. Không phải dòng loa 898 nào mà cũng có thể sử dụng được pin dự phòng hoặc là pin thay loa đâu. Thì với cái dòng loa này nó rất là dễ tương thích với tất cả những cái chức năng, ví dụ như thay thế pin hoặc là các bác sử dụng pin dự phòng. Đấy, cực kỳ là ổn định với cái chất lượng của dòng này nhé các bác nhé. Dòng này thì có đầy đủ các chức năng, đấy, em đã giới thiệu rồi. Cách sử dụng thì cũng rất là dễ dàng. Và cái giá thành của nó thì lại quá là hấp dẫn các bác ạ. Giá thành của nó hiện tại là có 400 ngàn thôi với một cái dòng loa UF898 này. Đấy, có 400 ngàn cho một cái dòng loa mà các bác mua về sử dụng được rất là lâu. Đấy, bên em có chế độ bảo hành cho một chiếc loa như thế này nhá. Một chiếc loa khi gửi đi cho các bác bên em đều thử sẵn. Đấy.
đều test thử, ví dụ như là lắp thẻ vào này, bật lên có tiếng hay không, sử dụng được cái điều khiển bao xa. Đấy, ví dụ như một chiếc điều khiển mới như thế này, các bác có thể sử dụng điều khiển từ xa tối đa là 150m. Đấy. Còn nếu mà đi xa nữa thì các bác chắc phải là ở bên trên cao để các bác coi những cái dòng loa như thế này, coi giữ. Vì nhất rất là nhiều bác đi bẫy nhé, xong các bác để loa đấy và các bác đi về là sẽ bị mất loa là cái chuyện bình thường. Nên là cũng nhiều khi cũng không cần là phải các bác điều khiển xa quá. Có nhiều bác cẩn thận các bác còn bật tiếng luôn, sau đó thì các bác mới đi ra đến chỗ ẩn nấp. Còn nếu bác nào cẩn thận hơn, tiết kiệm pin hơn thì các bác đi ra đến chỗ ẩn nấp rồi các bác mới ấn play. Thì cái chức năng của cái dòng loa này đều có cả. Thì vừa có bắt Bluetooth, vừa điều khiển từ xa, lại còn có thể nghe đài FM nữa. Đấy, quá là nhiều chức năng cho một dòng loa này. Còn nếu bác nào mà tận dụng dòng loa này để sử dụng chiếc mic nói này khi các bác đi bán hàng rong hoặc là bác trợ giả, thì dòng loa này cũng có cái chức năng như này, quá là tuyệt vời. Thì sau khi các bác xem video clip xong, các bác cảm thấy cái dòng loa này có điều gì mà em giới thiệu còn sót lại, thì rất là mong được sự ý kiến đóng góp của toàn thể các bác khách hàng. Các bác có thể để lại ý kiến đóng góp ở phần bình luận bên dưới. Bên em xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã để lại phần bình luận bên dưới, số điện thoại hoặc là những lời phê bình. Kèm theo đó thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai đầu số điện thoại này để các bác có thể nhận tư vấn một cách kỹ càng hơn nữa nếu các bác có thắc mắc gì đó. Hoặc là các bác có thể đặt hàng một cách nhanh nhất khi các bác gọi điện đến hai cái đầu số điện thoại này. Hai đầu số này thì bên em luôn luôn có người nghe máy, hoặc là các bác có thể liên hệ cả trực tiếp qua Zalo, Facebook đều được các bác nhé. Bên em xin kết thúc cái video tại đây và mong rằng sẽ được gặp lại các bác trong những video tiếp theo, giới thiệu cho các bác rất nhiều sản phẩm hay và bổ ích nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video clip nữa nhé.